Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 131: Tạ thị phát huy, đạp đổ thủy di nương 4. Lão phu nhân vừa ngủ xong, người có lòng đến thỉnh an hôm nay, lão phu nhân chắc chắn sẽ không trách đâu. Tạ thị thầm nghĩ trong bụng, một tiểu bối họ hàng kiều bắn ba phát tên không tới gọi lão phu nhân là tổ mẫu cũng coi như là được đi vậy mà còn thỉnh an mỗi ngày chịu khó còn hơn cả vân khanh là cháu gái ruột nàng ta muốn tỏ vẻ hiếu thuận để khiến cho lão phu nhân càng thêm chán ghét vân khanh hay sao vậy vì ngưng từ thấy vậy cũng hiểu chuyện gật đầu nói một khi đã vậy cháu gái xin lui ra trước cảnh hữu thần cũng chắp tay nói tại hạ cũng xin phép cáo từ xuất phát từ lễ phép tạ thị kêu Vân Khanh đưa hắn ra ngoài. Ba người người trước người sau bước ra sân, cảnh hữu thần nhìn Vân Khanh, lại nhìn nhìn vi ngưng tử, trong lòng cảm thán rất nhiều. Vì ngưng tử ra sân xong thì nói với Vân Khanh, biểu muội ngươi xem, ngươi 14 ngày chưa đến học đường mà cảnh phu tử đã tìm tới tận cửa rồi đấy. Vân Khanh nhíu mày, vì ngưng tử nói thế là ý gì? nàng liếc mắt nhìn cảnh hữu thần đang chuyên chú nhìn vẻ cười nói tự nhiên của vi ngưng tử, khóe miệng nhếch lên, nói như sẳng giọng ta thấy cảnh phu tử nhất định là muốn đến đây xem xem biểu tỷ có ngoan ngoãn ở nhà học cầm hay không thôi, cần gì phải gắp lửa bỏ tay người cho ta thế. Chẳng lẽ biểu tỷ không có nói với phu tử chuyện ta xin phép nghỉ hay sao nên khiến hắn cho là ta trốn học. Mặc kệ vi ngưng tử muốn đẩy cảnh hữu thần sang nàng là định làm gì, hay là muốn phá hư thanh danh của nàng nên nói ra những lời mập mờ như vậy, Vân Khanh chắc chắn sẽ không thỏa mãn nguyện vọng của nàng ta. Ý định của Vi Ngưng Tử đúng là muốn làm cho mối liên hệ giữa cảnh hữu thần và Vân Khanh mập mờ không minh bạch. Tuy nàng ta xem cảnh hữu thần là một trong những đối tượng được tuyển, nhưng nghĩ đến tình huống với Cẩn Vương Thế Tử ngày ấy thì Trung Quy cũng không thoải mái cho lắm. Tuy biết là thân phận hai người này kém quá xa, không có khả năng lắm, nhưng nếu có thể phá hư thanh danh của vân khanh thì càng có thể ngăn chặn hết thầy mọi việc ngay cả dáng vẻ liệu yếu đào tơ như nàng mà cần vương thế tử còn không thích chẳng lẽ lại thích loại nữ tử thân đầy hơi tiền như vân khanh tuyệt đối không thể nàng bật cười ra vẻ ngây thơ vô cùng chỉ vào cảnh hữu thần nói ngươi cứ hỏi cảnh phu tử một chút xem ta có xin phép cho ngươi không cảnh hữu thần tự nhiên gật đầu vì tiểu thư vừa đi học liền lập tức nói rõ việc xin phép rồi. Vì ngưng tử cười đắc ý, biểu mũi, người đây chính là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi nghe. Sau khi xảy ra một màn ở lớp học thi hỏa, vì ngưng tử đã không còn động cân não vào cách nói năng thế nào khi xin phép dùm vân khanh nữa. Có an tuyết oánh ở đó, nàng ta vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Mấy ngày nay cô ta cố gắng xu nịch an tuyết oánh, nhưng lại phát hiện rằng nàng vẫn thản nhiên, đối xử với nàng ta rõ ràng cũng khác với những người khác. Chắc hẳn nàng đã biết thư xin phép trên lớp thi họa kia có gì đó kỳ lạ. Quân tử, Vân Khanh cười nhìn vi ngưng tử, người chưa ghê tởm mà ta còn phát ghét nữa là, người như ngươi vậy mà cũng dám tự xưng là quân tử, còn mắng xéo nàng là tiểu nhân. Người mà xứng à, Vân Khanh ẩn ý nhìn nhìn vi ngưng tử, câu môi nói, biểu tỷ thật biết khoe khoang quá, còn tự so mình với quân tử cơ đấy. Vì ngưng tử lập tức sừng sốt, mặt hiện lên chốt mặt đỏ. Chẳng lẽ Vân Khanh đã biết đến những lời nàng ta nói trên lớp thi hóa? Nàng ta chẳng mò được ý của Vân Khanh lúc này là gì, nhưng lời này của nàng nghe qua lại cực kỳ châm chọc, ngữ khí lại mang theo ý cười. Ánh sáng trong đáy mắt kia lại khiến người khác hốt hoảng bởi phảng phất như có hàn khí đang ùn ùn xông ra từ bên trong. Thấy thế, vì ngưng tử hơi hơi cắn môi, sắc mặt trở nên hơi nhăn nhó cứng mắc biện bạch biểu muội sao lại nói thế cặp mắt trong suốt như nước kia ngước nhìn cảnh hữu thần bên trong phải nói là mang theo ủy khuất vô cùng bị ánh mắt mang đầy vẻ quyến luyến không rời kia nhìn chăm chú cảnh hữu thần cảm giác như hình tượng của mình trong chốc lát đã cao lớn hơn rất nhiều thẩm vân khanh này sao lại nói biểu tỷ của mình như vậy vì ngưng từ là cô gái đơn thuần đáng thương đến thế mà nhưng khi hắn quay đầu nhìn vào mắt thẩm vân khanh đôi mắt phượng đen lấy kia lại biểu lộ một tia ngây thơ, lại có chút vô tội, đôi môi đỏ mọng hơi nhếch lên mang ý cười, có vẻ chỉ là đang đùa thôi. Mà nghĩ lại cũng phải, trong lời vừa rồi của Vân Khanh cũng có vẻ gì là thật sự châm chích đâu. Cho dù vi ngưng tử xinh đẹp đa tình, nhưng thẩm Vân Khanh cũng diễm lệ vô song, nam tử nhìn thấy hiển nhiên không thể không tán thương khi cảnh hữu thần nhìn sang khuôn mặt của vân khanh thì lại cảm thấy trong lời nói của nàng nhất định là mang ý khác nên liền cười nói với vi ngưng tử nàng đương nhiên không phải quân tử nàng là nữ tử mà câu giảng hòa này đúng là rất khéo vân khanh che miệng cười khẽ cảnh phu tử đúng là lợi hại thật nghe thì liền hiểu ý ta ngay biểu tỷ đúng là một nữ tử sao lại tự xưng là quân tử được cây này đúng là ngươi lấy bụng tiểu nhân so lòng tốt của biểu muội này nha thấy vân khanh nhẹ nhàng khéo khéo vài câu đã đem danh hiệu tiểu nhân đeo lên trên đầu chính nàng ta trong lòng vi ngưng tử đúng là căm hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi vẻ đỏ ửng trên mặt càng sậm thêm nũng nịu rậm rậm chân nhưng người nói biểu muội chỉ biết ngắt câu cắt chữ mà khi dễ ta thôi khi dễ chỉ mới thế thôi mà đã kêu là khi dễ vậy diệt môn thì tính như thế nào là nghịch thiên sao? Vân Khanh lơ đãng cười cười nhìn cô ta làm ra vẻ ta đây, vẻ mặt kia đúng là biểu tượng đầy đủ cho nỗi uy khuất, khiến người nhìn thấy sẽ nhịn không được mà tội nghiệp dùng. Đáng tiếc, Vân Khanh kiếp trước đã kiến thức được gương mặt giữ tợn sau lưng của cô ta, nên cũng không muốn nói thêm gì nữa, nếu biểu tỷ nói ta khi dễ ngươi, vậy thôi, ta cũng không khi dễ ngươi nữa. Ngươi liền thay ta đưa cảnh phu tử ra cửa đi. Nói xong, liền xoay người đi về hướng Vinh Tùng Đường. chương 132, Tạ Thị Phát Huy, Đạp Đổ Thủy Di Nương, năm Sau lưng nàng lúc này, nàng không cần quay đầu nhìn cũng biết, vì ngưng tử tất nhiên là sẽ càng cố gắng bày ra tư thế của một cô gái nhỏ bị ấm ức, cảnh hữu thần cũng sẽ ở lại đó nhẹ nhàng an ủi. Kiếp trước chẳng phải sự việc là như thế đó sao? Mỗi lần nàng thấy cảnh hữu thần đi đến hậu viện của vi ngưng tử thì đều hiển nhiên mang dáng vẻ của một kẻ quân tử đang lòng như lửa đốt vì sợ cô ta bị ủy khuất đó thôi. Nhưng vì Vân Khanh không hề quay đầu nhìn lại nên không thấy, lúc này, tuy cảnh hữu thần ăn ủi vi ngưng tử, nhưng ánh mắt lại không giống như nàng đang nghĩ, mà là hoảng hốt nhìn theo bóng lưng của nàng đến xuất thần. Tay áo màu đỏ đang vung vẩy tự nhiên theo bước chân của nàng như một đóa hoa hải đường đang di động kia. Nữ tử mang vẻ mặt tuyệt đẹp nhưng xa cách kia, tuy không hề làm ra vẻ ta đây mà xoay người bước đi trước mặt hắn, không hề biểu hiện một tí xíu dáng vẻ đáng thương ủy khuất nào, nhưng lại làm cho hắn thương tiếc. Cảnh công tử, mời đi theo hướng này, hai người có thể có cơ hội đứng chung một chỗ, vì ngưng tử cũng vui vẻ. Đây là tướng công cô ta để dành cho tương lai, cô ta phải nghĩ cách kết thân cho khéo. Này cô ta không có cha, nương lại quá nóng nảy xúc động, rất nhiều chuyện cô ta phải tự tay chuẩn bị. Không thể giống như hiện tại là một đóa hoa gió đáng thương lúc nào cũng sẽ bị thổi bay, chỉ có bám vào hắn mới có thể sống sót thật tốt. Bất quá, nam nhân ấy mà, loại hình đang đứng trước mắt này mới là người thích hợp nhất để thỏa mãn lòng hư vinh của nàng ta. Cảnh hữu thần ôn nhu gật đầu, cười nói, hôm qua đi học, cách đánh đàn của ngươi thật ra khá tốt. Quy nhạn các, vừa từ thôn trang về đã gặp phải một đống loạn thất bát tao, Vân Khanh phiền lòng đến không thốt ra lời. Sau khi bước vào viện của mình, Lưu Thúy vừa thấy sắc mặt nàng liền biết ngay tâm trạng của nàng không tốt, phân phó tiểu nha hoàn, kêu phòng bếp chuẩn bị nước, tiểu thư muốn dùng. Vân Khanh bôn ba trên đường từ sáng sớm, đã muốn được tắm rửa cho thoải mái từ lâu, nên nghe vậy liền liếc Lưu Thúy một cái tán thưởng rồi ngồi vào ghế bành hoa hồng trong phòng nhận một ly trà tâm sen uống một ngụm. Vị đăng đắng của trà vừa vào trong miệng liền khiến nàng cảm thấy cả người như thư thái lên được một chút. Nàng cúi đầu nhìn tâm sen xanh biếc chìm dưới đáy chén, thầm nhầm, tâm sen vị đắng, tính hàn, có thể công dụng trị nóng bụng, giải nhiệt, ổn định nhịp tim, chấn an buồn bực, giải cơn tức. Coi như là một loại dược. Nàng cười thầm, đúng là xem nhiều sách thuốc nên nhìn đâu cũng thấy dược tính. Lúc này, Thải Thanh cũng đã cất chữ mọi thứ xong, đi vào trong phòng. Vừa nhìn thấy Vân Khanh thì trong lòng dâng lên nỗi tức giận khó tả, liền mở miệng nói, lão phu nhân đúng là quá bất công, thủy di nương kia rõ ràng là muốn hãm hại phu nhân, bà lại nói đỡ cho một di nương như vậy, làm sao phu nhân. Liêu Thúy mở miệng trách, Thải Thanh, quần áo của tiểu thư còn chưa xếp gọn gàng, người đi xem đi, xem có đổ ngang đổ ngửa hay không. Quần áo vừa rồi nàng đã sắp xếp xong, sao giờ lại phải đi nữa? Thải thanh nghi hoặc liếc mắt nhìn Vân Khanh một cái, thấy sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh lãnh đạm thì biết ngay vừa rồi mình đã nói sai, nên lập tức ngậm miệng, lại đi vào phòng trong. Liêu Thúy nhìn nhìn sắc mặt của Vân Khanh, thấy nàng cũng không có dấu hiệu giận cho đánh mèo mà chỉ thuần túy là tâm trạng không tốt mà thôi. Tuy Liêu Thúy không đến Vinh Tùng Đường, nhưng nàng cũng biết chuyện gì đã xảy ra trong một phủ muốn giấu diếm bất cứ việc gì xảy ra đều có khả năng cực nhỏ đặc biệt chuyện này lại có một đám người vây quanh như vậy nên không bao lâu toàn bộ trong phủ đều biết được nàng hiển nhiên cũng biết trong phủ đã bị thủy di nương biến thành một nơi khói lửa mù mịt như vậy thiếu điều hát nước bẩn đến phu nhân tình cảm giữa hai mẹ con phu nhân và tiểu thư tốt như vậy nên giờ tiểu thư có tâm trạng xấu cũng là chuyện đương nhiên nghĩ vậy lưu thúy ra hiệu bằng mắt kêu Vấn Nhi ra ngoài đuổi tiểu nha đầu đang bàn tán xôn xao đi chỗ khác, đừng có mà ở đây rồi chọc giận tiểu thư thì khổ. Tâm trạng của Vân Khanh, Lưu Thúy chỉ nghĩ được đến một mặt mà thôi. Còn một sự kiện khác mới thật sự ảnh hưởng đến cảm xúc của nàng. Vốn lần này sau khi nàng biết được chuyện Xuân Sào đổi dược thì muốn mượn tay Xuân Sào để trực tiếp xóa sạch đứa bé trong bụng Tommy. Nhưng sau khi nghe câu phân tích của ngự phượng đàn lúc bên dòng suối, Vân Khanh mới ý thức được ý tưởng giết mẹ giữ con của mình và nương cũng không được ổn lắm. Cho dù khó nói đứa trẻ sinh ra là nam hay nữ, nhưng nếu là nam, giữ lại nuôi lớn thì dù gì sau lưng Tô mi vẫn còn cha mẹ đang tại chức quan, nếu sau này chuyện này lộ ra, đứa bé sẽ nhớ ơn nuôi nấng dưỡng dục hay là luôn tâm niệm báo thù cho mẹ thì rất khó có thể xác định. Nàng không muốn giữ lại trong nhà một quả bom có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hiện tại, tạ thị còn có thể sinh sản về mặt này thì phụ thân cũng không còn vấn đề gì cho nên việc tạ thị có thể sinh được một đứa con trai không phải là không có khả năng mà xét về sâu xa cho dù không có con nàng cũng sẽ nghĩ được một biện pháp nào đó gia sản của thẩm gia đừng ai nghĩ có thể lấy được đây là tài sản mà thẩm gia chắt chiêu dành dụm từ đời này sang đời khác chẳng qua phương pháp kia khá kịch liệt không vạn bất đắc dĩ thì nàng sẽ không dùng đến không ngờ vận khí của Tommy vậy mà quá tốt, trên xe ngựa vì say xe mà ói ra hai lần, phun ra phần lớn thuốc nước nên giờ không còn đáng ngại gì nữa. Hiện nay nàng cũng chỉ có thể đi một bước xe một bước thôi. Không phải Vân Khanh thiện tâm gì, mà là theo bản năng, nàng cảm thấy việc tự tay đi hại chết một người thì lương tâm cũng sẽ căn dứt, nếu có thể mượn tay người khác là tốt nhất. Lúc nàng đang suy nghĩ, các bà tử đã nâng bồn nước tiến vào. Lưu Thúy kêu, tiểu thư, nước được rồi. Vân Khanh nghe vậy mới thu hồi suy nghĩ, đi vào phòng tắm rửa. Sau khi đã tắm sạch, Thanh Liên cầm khăn giúp nàng lau nước trên mái tóc dài. Lưu Thúy đứng một bên cầm quạt lụa trắng phe phẩy gió hong khô. Trong phòng lúc này thật im lặng, không có bất cứ một thanh âm nào. Vân Khanh cầm một quyển sách lặng lặng đọc kỹ. Mấy ngày nay nàng về nông thôn thì có thể thả lòng, nhưng trở về đây thì một khắc cũng không thể lơi lòng được. Lúc này trời còn sáng do chưa đến trạng vảng, bên ngoài lại đột nhiên truyền đến thanh âm của các tiểu nha đầu kề tay bàn tán với nhau. Vân Khanh nghe được loáng thoáng hai chữ, tuyết lan. Liền ngừng đầu nhìn thoáng bên ngoài, hỏi, thải thanh đâu? Vừa tu dọn xiêm y, chắc giờ đang cầm chúng đến phòng giặt đồ rồi. Liều Thúy cũng nghe được thanh âm của tiểu nha hoàn bên ngoài, nhân tiện nói, tiểu thư, ta ra ngoài đuổi các nàng, miễn cho các nàng làm ẩm ý ảnh hưởng đến việc đọc sách của tiểu thư. Người đi ra hỏi xem nhóm các nàng vừa rồi đang nói cái gì. Nếu là chuyện có liên quan đến Tuyết Lan, nàng thật muốn nghe xem là chuyện gì. Liêu Thúy buông quạt, lập tức lui xuống. Thời gian ước chừng qua khoảng một chén trà nhỏ, Liêu Thúy đã quay trở lại, đem tin tức vừa rồi nghe được từ tiểu nha hoàn kia nói cho Vân Khanh nghe. Thì ra là... Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 133, lật tẩy âm mưu, Tuyết Lan bị đuổi đi. Một. Hóa ra mọi chuyện là như thế, một đám tiểu nha hoàn xôn xao trò chuyện, Thẩm mậu cách đây không lâu có mua một nha hoàn bên đường đưa về phủ, đó chính là Tuyết Lan, nàng ta vốn được phu nhân cho đến phòng châm tuyến để học may vá thêu thùa, nhưng Tạ thị vừa trở về không được bao lâu thì lại được điều trở về bên cạnh bà làm tiểu nha hoàn làm nha hoàn bên cạnh Tạ thị, tuy chỉ là tiểu nha hoàn thôi nhưng so với ở trong phòng châm tuyến mà nói thì hãnh diện hơn nhiều, không chừng có một ngày có thể được thăng làm nha hoàn bậc hai gì đó. Thế nên đám tiểu nha hoàn mới hâm mộ không ngừng tụ tập ở một chỗ trò chuyện. Đuôi lông mày Vân Khanh nhăn lại, đem sách đặt ở trên gối, nàng ta làm ra chuyện gì mà được điều đi? Nếu không có nguyên nhân gì, nương sẽ không điều một nha đầu ở phòng châm tuyến đến bên cạnh mình. Lưu Thúy do dự nhìn Vân Khanh, cuối cùng vẫn đem tin tức vừa rồi nghe được từ đám tiểu nha hoàn kia nói ra, bốn ngày phu nhân không ở trong viện, Thủy Di Nương và Thu Di Nương lại có nguyệt sự, có đứa nha hoàn trong viện của phu nhân gọi là Trân Châu nổi lên tâm tư, vụng trộm lúc lão gia tắm rửa đi vào câu dẫn lão gia thì bị Tuyết Lan phát hiện, nha đầu này chạy đi báo cho Phỉ Thúy, sau khi phu nhân trở về, Phỉ Thúy đem chuyện của Trân Châu bẩm báo lại cho phu nhân phu nhân mới phát mại nàng ta ra bên ngoài. Thuận tiện điều tuyết lan tới trong viện của người làm tiểu nha hoàn. Đúng thật là khôn khéo, người khác không nhìn thấy chân châu câu dẫn thẩm mậu mà nàng ta chỉ là một đứa nha hoàn nho nhỏ ở phòng châm tuyến lại có may mắn thấy được, còn có thể nhanh chóng thông báo cho phỉ thúy. Người khác có thể tin tuyết lan này thật may mắn, nhưng có đánh chết Vân Khanh cũng không tin tưởng. Người như tuyết lan, Vân Khanh và nàng ta làm chủ tớ bao nhiêu năm sao lại có thể không hiểu, đầu óc nhạy bén, luôn muốn cố vươn lên đổi đời, chuyện này chắc chắn là nàng ta ở phía sau động tay chân, trong nhà không có người chăm no mọi việc, vừa vặn tạo cơ hội cho chân châu, tuyết lan lại đứng bên cạnh châm mòi thổi gió, chẳng phải là cứ như vậy không biết liêm sỉ mà lao đầu về phía trước sao? Phản ứng im lặng của Vân Khanh làm cho Lưu Thúy và Thanh Liên thấy khó hiểu chỉ cho rằng việc chân châu muốn trèo lên giường của thẩm mộc làm trong lòng nàng thấy không thoải mái nên cũng không nói nhiều im lặng tự làm việc của mình bây giờ tuyết lan ở trong viện của tạ thị vân khanh vốn có ý nếu nàng ta an phận làm việc ở phòng châm tuyến thì thôi nhưng không ngờ dù không dùng cách thức giống như kiếp trước nàng ta vẫn có tâm tư như vậy quyết tâm muốn tìm một cơ hội tốt nhất vẫn nên để nàng ta bên cạnh nàng tránh cho nàng ta ở trong viện của Tạ thị gây ra sóng gió gì, đến lúc ấy dù là nữ nhi nàng cũng không tiện nhúng tay vào. Nhà đầu ấy bây giờ vẫn đang ở phòng châm tuyến sao? Vân Khanh quay đầu hỏi Lưu Thúy. Dạ vẫn còn, mặc dù hôm nay phu nhân có nói điều nàng ta đi qua viện của người, nhưng nàng ta vẫn về phòng châm tuyến sắp xếp đồ dùng của mình mới có thể đi được, nhanh nhất là ngày mai sẽ đến viện của phu nhân. Lưu Thúy nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu được vì sao Vân Khanh lại để ý đến một tiểu nha hoàn nhiều như vậy. Vậy thì tốt, nếu còn chưa đến viện của tạ thị thì nàng đi trước một bước rồi giải quyết sau vậy. Phân phó thải thanh vấn tóc thành kiểu mai hoa biển, thay một bộ xiêm y làm từ gấm màu thiên thanh thiêu cây trúc, váy cùng màu, lại đi giày vải đế bồi, dẫn theo hai người đến phòng châm tuyến. Nghe nói rằng, lúc này Tuyết Lan đang thu dọn đồ đạc trong phòng châm tuyến, trong tay nàng ta vốn đang có một chiếc váy mùa hè của Vân Khanh đang theo dở, đang muốn đưa cho mama quản sự của phòng châm tuyến thì nghe thấy người bên cạnh kêu lên, đại tiểu thư. Nàng ta vội vàng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trước cửa là một nữ tử, quần áo đơn giản tự nhiên, tóc đen được vấn lên, chỉ cài một cây châm điệp làm từ ngọc bích, mắt phượng mày ngài, đứng ở chỗ đó lộ ra khí chất không giống người thường. Vân Khanh cũng nhìn thấy nàng ta, cũng như những nha hoàn bình thường khác, mặc trên người y phục nha hoàn màu xanh, tuổi cũng còn nhỏ, ở thầm ra được đãi ngộ không tệ nên da rẻ vàng vọt, thân thể gầy gò lúc trước cũng không còn, sắc mặt không còn lo lắng hoảng sợ, đôi con ngươi linh hoạt quá mức, luôn xoay tròn đảo quanh. Từ lúc thấy Vân Khanh, hai tay đang cầm quần áo của Tuyết Lan siết chặt, sau đó thả lỏng, đem chiếc váy thêu hoa của mình trình ra trước mặt nàng. Vân Khanh chú ý đến động tác nho nhỏ kia, theo ý của nàng ta bước lại gần, cầm lấy chiếc váy đang thêu dở kia, cười hỏi: "Mẫu đơn trên váy này là ngươi thêu sao?" Vốn chủ ý của Tuyết Lan là muốn gây sự chú ý với Vân Khanh, lúc này cúi đầu, ngượng ngùng cười, cầm lấy xiêm y kia gật đầu nói: "Là nô tỳ thêu thưa tiểu thư." Thêu cũng không tệ, đường thêu tỉ mỉ gọn gàng, kỹ thuật thêu rất tốt, phối màu cũng khá đẹp. Những lời Vân Khanh nói cũng không phải là tùy tiện khen thường, có lẽ do gia cảnh nghèo khó, từ nhỏ đã học theo thùa để giúp đỡ gia đình nên Tuyết Lan theo thùa cũng không tệ. Tuyết Lan cầm xiêm y của Vân Khanh trong tay, chiếc váy được thiêu hoa mẫu đơn xinh đẹp này được may từ gấm tô châu thượng hạng. Bất luận là hoa hay lá, sắc hoa và thân cành đều hài hòa sống động, mỗi đóa hoa trên váy sắc màu đậm nhạt khác nhau, màu lá cây cho dù nó ở chính diện, ở một bên hay khuất đi thì màu sắc ở mặt trái luôn nhạt hơn mà mặt phải. Mà để màu sắc liên tục từ đậm đến nhạt thì phải dùng châm pháp đối ngược. Chính là dùng châm thiêu mặt sau rồi tiếp đó lại thiêu mặt trước, làm cho màu sắc từ từ loang dần ra, làm cho màu sắc hoa cỏ vừa hài hòa lại vừa chân thật. Vân Khanh đã từng học qua những thứ này cùng Tú nương, nhìn thấy mẫu thiêu của nàng ta cũng nhận ra nàng ta là người có kinh nghiệm, mỉm cười nói, nhìn hoa mẫu đơn mà ngươi thiêu hoa văn xinh đẹp, mũi thêu tinh xảo. Trong viện của ta cũng có một bức tranh thiêu cần dùng châm pháp này, hay là ngươi đến đấy giúp ta? Tuyết Lan vốn chỉ muốn tiểu thư chú ý đến mình, không ngờ tiểu thư lại đến xem y phục mà mình thiêu, vội vội vàng vàng nói, chỉ cần tiểu thư muốn, nô tỳ tất nhiên là nguyện ý. Mà mà quản sự phòng châm tuyến cũng biết nha đầu kia được tiểu thư coi trọng, nhìn Tuyết Lan cười cười, vừa được phu nhân nhìn chúng nay lại được tiểu thư để ý, tuyết lan này xem chừng cũng không phải là người đơn giản. Vân Khanh xoay người bước ra phòng châm tuyến, tuyết lan đưa y phục cho mama quản sự rồi vội vàng đi theo, đến một đình nghỉ chân vắng vẻ tĩnh lặng, bước chân Vân Khanh chậm dần rồi dừng lại. chương 134, lật tẩy âm mưu, tuyết lan bị đuổi đi, hai. Tuyết Lan nhìn trái nhìn phải một chút nàng ta nhớ rõ quy nhạn các của tiểu thư còn cách chỗ này một hành lang gấp khúc dài nữa mới đến, sao lại dừng ở chỗ này, bèn cúi đầu âm thầm suy nghĩ. Vân Khanh đi vào trong đình, Thanh Liên dùng khăn lau ghế đá mấy lần rồi mới mời nàng ngồi xuống, khoanh tay lẳng lặng nhìn Tuyết Lan. Trong lòng Tuyết Lan lúc này đang cực kỳ khó hiểu, không phải là đại tiểu thư muốn mình đến quy nhạn các thiêu tranh sao, như thế nào lại gọi mình đến chỗ này mà không nói câu nào. Từ lúc vào phủ đến nay, nàng cũng chỉ mới được gặp đại tiểu thư một lần ở viện của tạ thị. Theo lý mà nói, nàng ta cũng chưa làm gì đắc tội đại tiểu thư. Nhưng nhìn tình huống như thế này giống như là tiểu thư đang muốn trừng phạt nàng ta. Người đã báo lại chuyện của Trân Châu sao? Thấy áp lực mà mình tạo ra cũng không khác biệt lắm. Vân Khanh mới thản nhiên mở miệng hỏi. Tuyết Lan chờ nửa ngày, không nghĩ đến Vân Khanh vừa mở miệng đã hỏi chuyện này. Tức khắc con người trong hốc mắt đảo hai vòng mới gật đầu dạ đúng chuyện của chân châu là nô tỳ thấy được sau đó báo cho phỉ thúy tỷ tỷ vân khanh từ lúc nói xong vẫn tỉ mỉ theo dõi thần sắc của tuyết lan thấy ánh mắt nàng ta hơi rối loạn trong lòng cũng đã phần nào rõ ràng chân tướng câu chuyện nếu lúc trước là nghi ngờ thì bây giờ đã khẳng định chắc chắn tâm tư của tuyết lan đang đứng trước mắt nàng này rất quỷ quyệt có lẽ để bên cạnh nàng mới có thể yên tâm phần nào Tuổi tác của Vân Khanh và Tuyết Lan cũng không có nhiều cách biệt. Nhìn đại tiểu thư dịu dàng trầm tĩnh, đối xử với hạ nhân cũng vô cùng độ lượng. Nhưng không biết tại sao hôm nay đứng trước mặt nàng lại cảm thấy khí thế của nàng so với tạ thị không kém nửa phần. Đôi mắt phượng khép hờ nhìn như đang mơ màng ngủ nhưng bên trong lại lộ ra tia sáng làm lòng người căng thẳng đến tột cùng. Chuyện nàng bày kế chân châu những người khác không thể biết được. Nhân lúc nàng ta đến phòng châm tuyến lấy đồ, nhìn nàng ta thoa phấn trải đầu xiêm y gọn gàng lại nghe người ta nói chân châu là người có tâm tư muốn leo cao liền làm như vô ý khen bộ dạng nàng ta xinh đẹp so với thủy di nương cũng không kém là bao nhìn qua cũng biết là người có mệnh cầm y ngọc thực nhưng nếu chân châu không có sẵn tư tâm thì nàng có nói gì cũng vô dụng nàng ta là do lão gia mua vào trong phủ cũng không có chỗ dựa nếu không có tâm cơ thì cả đời này cũng chỉ biết ở trong phòng châm tuyến là một nha hoàn nho nhỏ, đây không phải là cuộc sống mà nàng ta mong muốn. Ngươi là nha hoàn cha ta mua về ở bên đường sao? Vân Khanh giống như vô tình mở miệng hỏi, Tuyết Lan lại có chút thấp thỏm không yên, đại tiểu thư có ý gì, thấy nàng không có gia đình nên không tin tưởng nàng, không muốn cho nàng đến quy nhạn các sao? Vân Khanh khẽ liếc mắt một cái, biết nha đầu này tâm tư không ngay thẳng, cũng không vạch trần mà nói tiếp, ngươi được lão gia mua về cho vào làm trong viện của phu nhân, nhưng phu nhân lại cho ngươi đến phòng châm tuyến, trong lòng ngươi chắc cũng rất oán giận đúng không? Án giận, điều này tất nhiên là Tuyết Lan có, nhưng bị Vân Khanh nói thẳng ra như thế sao nàng ta dám thừa nhận, lập tức quỳ xuống thể hiện lòng trung thành, mạng của nô tỳ là được lão gia mua về, phu nhân muốn an bài thế nào thì sẽ là thế ấy, nếu có thể hầu hạ phu nhân là phúc của nô tỳ nếu không thể thì nô tỳ cũng sẽ làm tốt bổn phận của mình, đền đáp ân tình của lão gia và phu nhân. Mồm mép trơn tru, xoay chuyển cũng nhanh, lại biết ăn nói. Vân Khanh chỉ mỉm cười, kiếp trước nàng bị nàng ta dỗ dành đến choáng váng mơ hồ cũng không phải là không có lý do, chẳng qua nàng vẫn thấy kỳ quái. Tuyết Lan tỏ vẻ nàng ta không muốn trèo lên giường của thẩm mộc, nàng ta lúc ấy không phải là di nương sao? dù thế nào cũng muốn làm di nương là vì sao? Chẳng nhẽ Tuyết Lan không hề có ý muốn làm di nương? Nàng giống như vô ý hỏi một câu, trong viện của ta còn thiếu một tiểu nha hoàn may vá thiêu thùa, ngươi có muốn làm không? Nghe thấy thế, hai mắt Tuyết Lan tỏa sáng, ngẩng đầu lên nhìn Vân Khanh, vừa định mở miệng ra nói thì lại khẽ mím môi, ánh mắt có vẻ tối đi, quỳ nói cảm ơn, được đại tiểu thư nhìn chúng là phúc của nô tỳ nhưng hai canh giờ trước phu nhân đã cho gọi nô tỳ đến viện của người, được người khen ngợi, nô tỳ cũng chỉ có thể để ở trong lòng mà thôi. Nếu không có ký ức của kiếp trước, Vân Khanh chắc chắn đã bị những lời này của Tuyết Lan làm cho xúc động. Ý của nàng ta là nàng ta rất muốn đến viện của nàng, nhưng vì phu nhân đã nói trước, thà rằng không đáp ứng đến chỗ của Vân Khanh cũng phải nghe lời phu nhân, đúng thật là trung thành. Nhưng nàng biết, Tuyết Lan là người thông minh, Nàng ta hiểu được nếu như mình nói muốn đi đến viện của tiểu thư, không đến viện của phu nhân thì tất nhiên sẽ đắc tội người. Nàng ta từ chối nàng có trước có sau, hơn nữa Vân Khanh cũng sẽ không cùng mẫu thân dành người, mà cho dù Vân Khanh thật lòng muốn có nàng ta thì tạ thị lẽ nào lại không cho nàng sao? Nhưng Vân Khanh không muốn đi theo con đường mà nàng ta đã vạch sẵn, thản nhiên nhìn Tuyết Lan khẽ nói, nếu ngươi đã không muốn thì thôi vậy. Nói xong, nàng đứng lên bước ra ngoài. Tuyết Lan lập tức nôn nóng bổ nhào ra, lôi kéo tả váy của nàng, đại tiểu thư, nô tỳ nguyện ý, nô tỳ tất nhiên là nguyện ý, nhưng phu nhân. Phu nhân, nàng ta cắn môi, cuối cùng vẫn nói ra. Đây là nàng ta nhào lên van xin, như thế cho dù Tuyết Lan có đến viện của Vân Khanh thì nàng ta cũng không có lý do gì mà tự đề cao mình. Liều Thúy đem mọi hành động của Vân Khanh thu vào đôi mắt, âm thầm ghi nhớ trong lòng. Lúc này Vân Khanh mới nở nụ cười, ta sẽ nói với phu nhân việc này, người đi thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến viện của ta đi. Cúi xuống nhìn Tuyết Lan đang quỳ lạy, thật ra kiếp trước cô ta cũng rất được lòng nàng, cũng có chút bản lĩnh, ngoại trừ thiêu thùa rất khá, đối nhân xử thế cũng coi như ổn thỏa, nói chuyện đùa giỡn mồm miệng cũng không kém phần lém lỉnh Lúc nãy hỏi như vậy, nàng cũng nhìn ra nàng ta không có tâm tư làm di nương của thẩm mậu, bởi vì làm nha hoàn của nàng thì sẽ vô duyên với thẩm mậu vì không có phụ thân nào sẽ để ý đến nha hoàn trong viện của con gái mình thẩm gia cũng không chứa nổi người này nhưng trái lại nàng có chút khó hiểu tuyết lan tuy rằng có chút tinh danh cũng thích tỏ vẻ như vậy lúc này cũng không có ý niệm ấy trong đầu vậy đến tột cùng là vào lúc nào mà nàng ta lại nổi lên tâm tư muốn làm di nương rồi phản bội lại tất cả mà đứng bên cạnh vi ngưng tử Nghe được những lời ấy của Vân Khanh, Tuyết Lan lập tức trở về phòng châm tuyến thu dọn đồ đạc còn Vân Khanh thì xoay người đến viện của tạ thị. chương 135, lật tẩy âm mưu, Tuyết Lan bị đuổi đi, ba. Tạ thị đang nửa dựa vào đệm lớn màu xanh nghỉ ngơi, nghe thấy Vân Khanh đến thì ngồi dậy, mà lúc này Vân Khanh cũng vén mảnh trúc lên bước vào, nhìn sắc mạ tạ thị vẫn bình thường như lúc ở Vinh Tùng Viện, có lẽ đã nghe thấy chuyện của Trân Châu mà nổi giận nàng cũng không nghĩ nói thêm chuyện gì quấy giày bà nghỉ ngơi, liền nói thẳng, nương, vừa rồi nữ nhi đến phòng châm tuyến thấy có một tiểu nha hoàn châm pháp cũng không tệ nha, đúng lúc con thiếu một người, con muốn nha đầu ấy có được không? Tạ thị vốn tưởng con gái đến có chuyện gì quan trọng, mỉm cười, nếu con thích thì cứ bảo nó đến chỗ con thôi, sao con phải vội vàng đến nói với nương? Ai bảo giá của tiểu nha hoàn này cũng quá cao, dù thế nào con cũng phải hỏi ý của người mới được vân khanh cười ai mà được con chú ý thế tạ thị nhìn nàng đang tỏ vẻ bí mật trong phủ cũng có tiểu nha hoàn đáng giá vậy sao chính là tiểu nha hoàn lần trước cha mua về tên là tuyết lan con thấy nha đầu kia thiêu mẫu đơn không tệ so với tú nương trong cửa hàng nhà chúng ta cũng không kém nên muốn để nha đầu này chuyển đến viện của con chỉ là không biết nương có đồng ý hay không thôi Vân Khanh bước đến trước mặt tạ thị ra vẻ thông minh nói. Tạ thị giật mình không ngờ Vân Khanh lại muốn tiểu nha hoàn kia, nhà đầu này bà vẫn nhớ rõ, từ lúc nhập phủ vẫn luôn được Lý Ma cẩn thận quan sát, không có biểu hiện gì khác thường, lần này lại có công nên bà mới muốn cho đến viện của mình. Nhưng nếu nữ nhi đã nhìn chúng thì cũng không sao, chỉ là một tiểu nha hoàn, nữ nhi đã thích thì cũng không có vấn đề gì, gật đầu, còn cố ý cướp người của nương sao chỉ biết ỉ vào nương thương con. Vân Khanh cười hì hì, cầm lấy tay tạ thị nói, trên đời này nếu nương không thương con thì còn ai thương con nữa đây? Được rồi, tiểu nhà đầu con, đã nói với nương rồi thì ngày mai để nó đến chỗ con đi, tuổi không hơn không kém con, cũng không tệ. Tạ thị nhìn khuôn mặt dịu dàng nhỏ nhắn của nữ nhi, vuốt tay nàng nói. So với tưởng tượng còn thuận lợi hơn, Vân Khanh cảm ơn tạ thị rồi mới đứng dậy, Nương, từ sáng sớm người đã ngồi xe ngựa về, chắc đã mệt lắm rồi, người nghỉ ngơi đi. Tạ thị vốn có chút mệt mỏi, nhưng trong đầu đều là những lời mà lão phu nhân nói ở Vinh Tùng Viện, dù nhắm mắt lại cũng không ngủ được, nhìn thấy nữ nhi thân thiết, vuốt ve hai má nàng rồi nói, con cũng thế, nghỉ ngơi đi, mai còn đến học đường. Vân Khanh gật đầu, lui ra ngoài trở về quy nhạn các, đợi tóc khô mới về giường nghỉ ngơi cho đến lúc trời tối, tiểu nha hoàn đến báo thẩm mậu và Lý Tư đã trở về, nhớ lại chuyện mua nhà cho tạ di, Vân Khanh ăn mặc chỉnh tề rồi đến chủ viện, đúng lúc Lý Tư đang đứng bên ngoài. Hôm nay thẩm mậu ra ngoài xã giao uống không ít rượu, Lý Tư đón ông về, vốn qua cửa thủy hoa thì có thể để cho nha hoàn bà tử đỡ vào, nhưng thẩm mậu sống chết không chịu cho hạ nhân chạm vào người. Lý Tư thấy đứng ở đấy mà lôi kéo cũng không ra thể thống gì mới đỡ thẩm mậu vào trong. Lúc này trên người hắn toàn là mùi rượu, hai má ửng đỏ nhưng đôi mắt vẫn còn tỉnh táo, hẳn là có uống rượu nhưng chưa say, thấy Vân Khanh thì thở hắt ra, tiểu nhân gặp qua tiểu thư. Bây giờ trời còn chưa tối hẳn, mặt trời cũng lặn dần, phía chân trời còn sót lại ánh tà dương mơ hồ lúc đỏ lúc đen giao vào nhau, dáng chiều nhuộm lên bầu trời kia sắc màu bi thương đau xót không cần đa lễ, Vân Khanh nhíu mày, nàng không thích bầu trời như thế, nhìn vào sẽ có cảm giác trong lòng nặng nề, u ám, khoát khoát tay hỏi, chuyện mua nhà như thế nào rồi. Lý Tư vốn cũng muốn nói chuyện này với nàng, nhắc đến cũng thấy thật lạ, từ lúc đó đến nay hắn vẫn luôn hỏi thăm xem có nhà nào thích hợp không, ở Dương Châu người muốn nhà không nhiều nhưng cũng không ít, tìm kiếm ba lần cũng không phải là không có. Nhưng nghe thấy dùng cửa hàng để đổi lấy nhà thì khi hắn hỏi ba nhà có hai nhà đều muốn dùng bạc, vì vậy việc này vẫn đang trì hoãn. Nhưng chưa hôm nay, lúc hắn đang ở trà lâu ăn cơm thì người không muốn cùng hắn dùng cửa hàng đổi nhà lại tìm đến, nói đồng ý cùng hắn giao dịch, nói lúc trước muốn mang theo bạc cả nhà chuyển đi, nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu cửa hàng kinh doanh có lãi, so với lấy bạc còn tốt hơn gấp mấy lần việc thuyết phục có thể cho qua nhưng chính thái độ thay đổi bất ngờ. Hơn nữa bất kể điều kiện gì mà hắn đưa ra, đối phương đều đáp ứng ngay lập tức làm cho hắn không thể không nghi ngờ căn nhà kia có vấn đề gì không ổn. Nhưng buổi chiều sau khi sai tiểu nhị đi hỏi thăm thì căn nhà vị trí cực tốt, không có kiêng kỵ gì. Bao nhiêu năm đi theo thẩm mậu buôn bán, những chuyện tốt không phải là chưa từng gặp qua, nhưng chính là không ngờ đến mua một căn nhà cũng có thể gặp được chuyện tốt như vậy đã xem qua một nhà, vốn là của một thương nhân buôn bán châu bảo, cả nhà hắn muốn chuyển đến thần châu mới bán đi, bố cục, trang hoàng trong nhà đều đã xem xét, cũng không tệ lắm. Vân Khanh không thèm để ý phong thủy của căn nhà kia có tốt hay không, nhưng thành thực mà nói càng không tốt nàng càng thích, đương nhiên suy nghĩ này nàng không thể nói cho Lý Tư biết, bèn hỏi, thời gian thuê cửa hàng là bao lâu? Căn nhà kia ít nhất cũng phải 2.200 lượng bạc, thời gian thuê cửa hàng ít nhất cũng phải 4 năm. Lý Tư cùng thương gia kia bàn bạc, 4 năm cũng không quá dài. Tốt, Thúc nhanh chóng bàn bạc tiếp rồi lấy địa khế về. Vân Khanh lại hỏi những chuyện khác, thấy không có sơ hở gì. Lý Tư là nam nhân đã trưởng thành, không thể ở lại hậu viện lúc trời tối, thở dài cáo từ được bà từ tiễn ra cửa thủy hoa. Vừa vào phòng đã ngửi thấy mũi rượu gây mũi, Vân Khanh chôn mũi, Tạ thị vừa mới bưng một bát canh giải rượu cho thẩm mậu uống, lúc này ông đã tỉnh táo hơn nhiều, không giống như lúc nãy muốn đứng còn không vững, tựa vào giường la hán, mắt khép hờ, nhìn Vân Khanh đi vào, đây không phải là con gái bảo bối khanh khanh của cha sao? Tạ thị thở dài, vẫn còn say, khanh khanh là cách thẩm mậu gọi Vân Khanh lúc nàng trước 6 tuổi, sau này lớn hơn một chút, vì quá thân mật nên ông chỉ gọi là Vân Khanh bây giờ rõ ràng vẫn đang say, nhìn thấy nữ nhi mới thân thiết gọi như vậy, đúng là dọa người. Nhưng Vân Khanh nghe thấy sưng hô như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, đi đến bên cạnh thẩm mậu nhẹ nhàng đáp, cha, là con đây. Sao hôm nay đã muộn như vậy rồi còn chưa đi ngủ? Thẩm mậu cảm thấy đầu óc tuy còn choáng váng nhưng không đến nỗi không phân biệt được phương hướng bèn bày ra dáng vẻ phụ thân hồi. Cha, vừa nãy ở ngoài kia con gặp Lý Quản sự, thúc ấy cùng con nói chuyện mua nhà cho gì vân khanh mỉm cười nói phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn